Mình không thể chiếm được lòng tin của Sanchi sau tất cả những gì mà đã làm cho cô ấy. Mình không thể là một người bạn trai tốt hay một luật sư giỏi. Ba mẹ cũng sang Mỹ vào thời điểm như thế này. Mình căng thẳng quá. Chuyện gì vậy DV? Không có gì. Anh đang nghĩ gì vậy? Đến đây ngồi xuống. Nghe này, tôi không muốn bị trầm cảm như anh đâu. Chuyện gì vậy? Anh và Sanchi đang bị trầm cảm nặng rồi. Dips, cô có tin tôi không? Tất nhiên là có rồi. Cô có tin tưởng vào tình yêu của tôi không? Tất nhiên là có DV. Vậy tại sao Sanchi không tin tưởng tôi? Ôi thần linh ơi, có vẻ như DV đã nghe lẫm được cuộc trò chuyện của tụi mình rồi. Mình sẽ phải nói với Sanchi thôi. DV, đừng nghĩ như vậy. Uống cà phê đi. Tôi sẽ quay lại sau nha, được chứ? Đó là một cảm giác mới đối với tôi. Đó có phải là tình yêu không? Trái tim tôi muốn từ chối, nhưng nó nói đồng ý. Đó có phải là tình yêu? Cái gì? Em muốn một thứ. Em muốn gì? Một cái gì đó thuộc về anh, nhưng bây giờ nó là của em. Trái tim anh à, anh đã trao trái tim anh cho em từ lâu rồi. Bây giờ chẳng có gì ở đây cả. Trái tim anh đã trao cho em đâu rồi? Nó không có ở đây. Nó ở đây nè. Anh đã giữ trái tim em ở đó, trong bụng của anh à, không có trong dạ dày. Gan dạ. Anh cần sự gan dạ để yêu em và để điều khiển trái tim em. Hiểu chưa em yêu? Không ai có thể thắng anh trong các cuộc tranh luận cả. Nhưng em muốn quà của anh. Em muốn gì? Nói đi. Được, em sẽ cho anh một gợi ý. Được. Nếu anh là món quà đó, anh sẽ ở bên cạnh em cả ngày lẫn đêm. Khi thoa cô lên mắt hay khi lau mắt cho em, anh sẽ luôn ở bên em. Được rồi. Nếu anh là món quà đó, anh sẽ luôn ở bên em. Không vượt qua, anh đã bị trượt. Em muốn chiếc nhẫn của em, đưa cho em. Thôi nào, đưa cho em, nhanh đi, trả lại em. Không, anh chỉ có thể đưa chiếc nhẫn cho em khi anh lấy đi thứ gì đó từ em. Gì chứ? Những gì em không thể cho, ngay cả khi đã đưa cho anh. Đó là gì DB? Niềm tin của em. Anh sẽ chỉ trao nhẫn cho em khi em tin tưởng anh tuyệt đối. Nếu không thì chiếc nhẫn chẳng có ý nghĩa gì. Tại sao anh nói như vậy? Em tin anh mà. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Em đã nói điều đó. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy như vậy. Anh bị tổn thương ở đây. Rất đau em à. Em xin lỗi DV. Đúng, em thừa nhận rằng em thấy băn khoăn về những gì anh Kita nói. Nhưng bây giờ em ổn rồi. Nói thiệt đó. Không, em sẽ chỉ hoàn toàn tin tưởng anh khi anh nói chuyện với ba mẹ anh.
Em nói đúng. Anh giả vờ là mọi thứ không quan trọng. Và anh đã xem trọng việc nhỏ em đã nói một cách nghiêm túc. Anh có xem thường mọi thứ, nhưng không phải cuộc sống của anh. Và bây giờ em là cuộc sống của anh. Anh sẽ nói với cả thế giới rằng anh nghiêm túc với em. Chỉ khi đó anh mới trao nhẫn cho em. Đây là lời hứa của anh, không phải với em, mà là với chính anh. Cô không hiểu gì sao? Không bà ơi, tại sao em lại ném quả bóng giấy vào anh? Em đang đi học à? Gì vậy con trai? Có lẽ con bé muốn nói chuyện riêng với con. Riêng tư, không có sự riêng tư nào trước khi kết hôn cả. Dừng lại, dừng lại. Hello. Xin chào. Tôi có thể xem những quả này được không? Cho tôi xem những quả tươi nha. Cho tôi xem quả đó đi. Gói lại giùm tôi. Anh Kita. Ôi thần linh ơi, anh quay. Có chuyện gì vậy? Anh có khỏe không? Nhưng anh đang làm gì ở đây vậy? Đó là điều anh muốn hỏi về em. Em đang làm gì ở đây vậy? Vào mùa dâu tây em không ở đây mà hay ở Thụy Sĩ mà. Sao em lại ở đây? Dạ đó là gì? Em đến đây để gặp DV. DV? Dạ anh ấy đang ở đây. Là vậy sao? Vậy là DV đang rong chơi ở đây à? Kệ nó đi. Thằng nhóc đó lúc nào cũng vô tư. Cậu ấy đi bất cứ nơi nào cậu ấy muốn. Nhưng mà Pangani là một điểm đến nghỉ dưỡng bình dân, ngay cả đối với cậu ấy mà. Đúng, nhưng anh quay. Anh ấy không chỉ rong chơi ở đây đâu. Anh ấy cũng đang làm gì? Anh ấy đang nhận một vụ kiện lớn. Là vậy sao? Vụ kiện của ai vậy? Em không biết, nhưng em không thể nhớ được. Hay là để anh đưa em về. Em mua trái cây xong thì hãy đi với anh. Anh sẽ đưa em về nhà. À, vụ tranh chấp tài sản của gia đình Rahul. Chính xác, anh ấy đang cãi cho vụ án của Rahul. Được rồi, anh hy vọng thần linh sẽ cứu cậu ấy trong vụ kiện của nhà Rahul. Nghiêm túc mà nói, anh thật vui tính. Được rồi đi nào. Đi thôi. Con bé đang nói gì vậy? Em đang nói gì vậy, Sanchi? Sanchi, hoặc uống thuốc hoặc nghỉ ngơi đi. Em đang bị viêm họng đó. Đúng rồi, tiếp tục đi ạ. Đúng, thế nên bà đang nói rằng việc các con làm hiện nay, cái đó gọi là gì? Internet. Đúng rồi, chỉ bà cách dùng đi. Internet. Đúng rồi, con gửi thư mà không cần mang theo bưu điện đó. Email. Đúng rồi, chính xác. Email. Để làm được điều đó, bà cần phải mở một tài khoản. Mở một tài khoản? Tại sao? Đó không phải ngân hàng, sao phải mở tài khoản? Bà nghe nói rằng nó có thể được sử dụng miễn phí.
Không bà ơi, mở tài khoản không cần tiền. Nhưng bà phải mở một tài khoản. Vô lý, bà thấy thật chớ chẩn. Nếu con phải mở một tài khoản, nó phải liên quan đến tiền chứ. Không bà ơi, không phải như vậy đâu. Gì thế con, ngọt ngào gì đó? Đó là gì, gì vậy? Cái này. Không có gì, giống như là cửa hàng bánh kẹo. Tuổi trẻ giờ ngốc quá, bà không hiểu gì cả. Mở một tài khoản có nghĩa là nó có liên quan đến tiền. Họ đánh lừa con. Đúng rồi, con không hiểu gì cả. Không bà ơi, em đang làm gì thế? Tại sao em lại ném quả bóng giấy vào anh? Em đang đi học à? Con trai, có lẽ con bé muốn nói chuyện với con. Cô ấy có thể nói chuyện. Cần gì phải bạo lực như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu quả bóng giấy không trúng con? Lỡ nó trúng bà thì sao? Hay bà nội thì sao? Sao vậy con trai? Có lẽ con bé muốn nói chuyện riêng với con. Chuyện riêng tư? Không bà ơi, cần gì phải nói chuyện riêng? Không có sự riêng tư trước khi kết hôn. Bà thấy đấy, con không thích cách hành xử này. Đừng giận nữa, đi giải thích với con bé đi. Gì vậy ba? Cô ấy ném quả cầu giấy vào con. Cô ấy ra hiệu cho con. Cô ấy muốn nói chuyện riêng. Và bà đang mắng con. Lòng tốt không được đánh giá cao. Được rồi, nếu con nói xong rồi thì hãy lên lầu và xem con bé muốn nói gì đi. Đây, con sẽ mở một tài khoản email cho bà. Đây ạ. Chúng ta sẽ viết thư cho ai ở tuổi này? Tại sao chúng ta cần email? Hãy đi dỗ dành cháu gái ta đi, sau đó quay lại đây được chứ? Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó sao? Không, con sẽ không rời Zora và Jabin của mình và đi bất cứ đâu. Con sẽ ở lại đây với cả hai bà. Được chứ? Con sẽ không đi đâu cả. Được. Nhìn nè, đây ạ. Hãy nói cho anh biết trái tim anh đang nói gì. Em là người anh yêu. Những ngày này trái tim anh đang mách bảo, hãy dệt nên giấc mơ, sống một chút. Chờ chút.
Ừ, nói đi. Em muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện. Bây giờ anh đang bận, lúc khác nha. Alo. Làm ơn đi đi Vi. Đừng làm thế. Thật không công bằng khi anh phớt lờ em khi em đang ở trước mặt anh. Được rồi, được. Anh đi đây. Anh sẽ không ở trước mặt em nữa. Xong. Lấy giùm tôi. Cho tôi nửa ký mướp đắng. Đúng, lấy cái này. Mình sẽ mua đậu bắp. Đi Vi thích món đó. Dips, hãy chọn cho mình một ít đậu bắp. Mình cũng sẽ mua đậu bắp. Được rồi. Đúng rồi, mua súp lơ nữa. Đi Vi thích súp lơ. Chào Dips. Dips, cô đâu rồi Dips? Tại sao anh lại gọi Dips vậy? Anh nghĩ sao? Cô ấy sẽ làm gì hả? Cô ấy sẽ mời em ra khỏi đây. Đứng ở đây không tốt đâu. Nhưng em lại thấy tốt thì sao? Phải nói là view rất đẹp. Anh định sẽ đứng như vậy mãi hay là, ý em là anh có thể bị cảm lạnh đó. Anh sẽ mặc quần áo vào đàng hoàng. Em ra khỏi đây đi. Đưa nó cho anh. Trả lại áo thun cho anh. Vậy thì đến đây lấy nó đi. Được thôi, giữ nó đi. Anh vẫn còn áo khác mà. Không còn nữa đâu. Giờ em đứng gần anh hơn mà. Và chiếc áo thun cũng gần hơn nữa. Lấy đi. Lấy đi, lấy đi nào. Em đang làm gì vậy hả? Em chỉ muốn giúp anh thay đồ chút thôi, chứ còn gì nữa. Là vậy sao? Vậy tại sao lại thay một chút chứ? Giúp anh thay toàn bộ đi. Không. Giúp anh đi. Không. Không. Thôi nào, giúp anh đi. Đi Vi, không biết xấu hổ. Alo. Alo, Dips. Nghe này, từ giờ đừng kêu mình thử gì nữa hết. Sanchi, cậu bỏ cuộc sớm vậy sao? Mình đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời rồi. Đủ rồi, không còn kế hoạch nào tuyệt vời đâu. Kế hoạch buổi sáng của cậu đã thất bại rồi. Sanchi, mới có một lần thất bại thôi mà. Thử lại đi, và lần này chắc chắn cậu sẽ thành công đó.
Gibbs à, cậu biết gì không? Thật sự là mình đang thấy lo lắng lắm. Mình lo lắm đó Gibbs. Sanji à, nhưng Gibbs này thì không hề lo lắng. Thực ra Sanji, tại cậu chưa từng làm những điều này trong đời thôi. Chờ mà xem đi, mình sẽ khiến cho bà nội và bà ngoại đi ra khỏi nhà. Được rồi Tammy. Alo. Alo. Alo, chào ngài anh Quay. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Đó là lý do tôi phải gọi cho ngài đây. Bộ tôi là đơn vị quản lý thiên tai hay sao? Bất cứ khi nào các cậu gặp rắc rối là các cậu liền gọi cầu cứu tôi. Thưa ngài, chúng ta là đối tác, cũng là đồng phạm với nhau. Nếu như tôi vướng vào rắc rối, tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu. Tôi không cần những người hèn mọn như các người làm đối tác của tôi. Thôi bỏ đi. Nói tôi biết vấn đề là gì hả? Nếu tòa án kiểm tra giấy tờ, phiên tòa giả mạo sẽ bị vạch trần đó. Chúng ta sẽ phải làm gì trước khi chuyện đó xảy ra? Tại sao Radhip và cậu lại cần phải nói với tôi về vấn đề đó? Sao hai người không tự lập kế hoạch giải quyết đi hả? Hai người đang làm lãng phí thời gian của tôi đó biết không? Thưa anh, cả Radhip và tôi đều không nghĩ ra giải pháp. Hơn nữa giờ tôi, Raji cũng đang giận dữ với tôi. Cuộc sống gia đình của tôi đang bị hủy hoại. Không lẽ anh muốn tôi đánh mất gia đình hay sao? Cậu biết không, cậu cần phải đánh đổi một thứ gì đó thì mới đạt được điều mà mình mong muốn. Nhưng đừng lo lắng, tôi đã nắm giữ một con át chủ bài. Để tôi giải quyết chuyện này. Vậy thì nhanh lên, tòa án đang không có tòa án. Nếu cậu đến tòa án thì vấn đề sẽ rắc rối to đó. Chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch của mình. Hãy làm những gì tôi nói. Chúng ta đang ở rất gần đích đến rồi. Tôi có thể ngửi thấy mùi thành công đâu đây. Được rồi. Xin chào. Chào mẹ yêu. Chào con trai. Mẹ, khi nào thì mẹ về Ấn Độ? Ba định là lấy thẻ xanh luôn sao? Không đâu, ba con phải ở lại làm việc thêm một tuần nữa. Sau đó ba mẹ sẽ quay về Ấn Độ, và con cũng sẽ quay về Mumbai, được chứ? Vâng thưa mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm đó. Đừng nói dối, anh Kita đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện rồi. Anh Kita, cô ấy đã nói gì với mẹ chứ? Mọi thứ. Mẹ đã không biết là con có thể thay đổi nhiều đến vậy đó Divi. Nhưng mẹ ơi, cô ấy đã nói gì thế? Mọi thứ. Con đang ở trong hoàn cảnh nghèo nàn. Con đã hoàn toàn thay đổi lối sống của con. Không có ai giúp con làm công việc nhà. Không có ai ở bên cạnh chịu đựng và xoa dịu cơn giận dữ của con. Con phải tự mình làm mọi thứ. Tại sao vậy con trai? Tại sao? Hơi quá rồi đó mẹ ơi. Con thấy tốt mà. Con đang dần trở nên tự lập và cũng trưởng thành hơn nữa. Trưởng thành như vậy có gì hay ho đâu. Mẹ sẽ quay về sớm thôi, con trai à. Và mẹ nhất định sẽ lại chiều chuộng con. Dân tư mẹ, con muốn cho mẹ và ba một sự bất ngờ khi hai người trở về. Được, vậy là sẽ có qua có lại rồi. Vì ba mẹ cũng sẽ có chuyện bất ngờ dành cho con đó. Bất ngờ sao? Con thích điều đó. Con có muốn mẹ mang thứ gì đó từ Mỹ về cho con không? Có chứ ạ. Đó là ba và mẹ. Con đã trở nên nghịch ngợm quá rồi đó. Thần linh sẽ ban phước cho con. Tạm biệt con, tạm biệt mẹ.
yêu con trai. Nắng hôm nay thật ấm áp và dễ chịu. Đúng là như vậy. Chị cảm thấy rất thoải mái, giống như chúng ta đang thưởng thức món hawa ấm áp vậy. Phải không? Bà nội, bà ngoại, sao hai bà còn ngồi ở đây nữa? Buổi diễn môn tôn giáo sắp bắt đầu rồi đó. Ở đâu? Ở đền thờ ạ? Một nhà khổ hạnh nổi tiếng đã đến để diễn thuyết. Ủa vậy hả? Sao chúng ta không biết gì hết nhỉ? Bà ơi, con vừa đi qua ngôi đền, con thấy có một nhà khổ hạnh ở đó. Ông ấy sẽ bắt đầu bài diễn thuyết. Mau đi nhanh lên, sao hai người còn ngồi ở đây nữa? Con à, nhưng không phải hôm nay đâu. Hôm nay trời rất đẹp và đầy nắng. Chúng ta đã quyết định là sẽ ngồi ở đây cả ngày hôm nay rồi. Hai bà định làm gì ạ? Nếu cứ ngồi như vậy thì hai bà sẽ bị cháy nắng đó. Mau đi tham gia buổi diễn thuyết đi ạ. Không, nó tốt cho chứng đầu khớp. Đó là điều bà đã nói. Đúng. Bà ơi, bà có thể xem bà đó trên TV mỗi ngày. Nhưng nhà khổ hạnh đó là một bà đặc biệt. Ông ấy chỉ ở đây hôm nay thôi. Ông ấy sẽ thuyết giảng rất nhiều thông tin hữu ích đó ạ. Thực ra thì ông ấy đang đi diễn thuyết về các căn bệnh như tiểu đường và viêm khớp đó bà. Ủa vậy hả? Vậy thì em cũng sẽ đi cùng. Chị đang cố gắng dụ hai bà rời đi, còn em thì lại cố gắng khiến họ ở lại sao? Tại sao? Ở ngôi đền có một bài diễn thuyết thú vị đấy à đúng. Bà nổi tiếng sẽ đến phát biểu toàn thông tin hay. Phải không? Phải không? Dân. Bà ơi, bạn con ở Buscala và mẹ cậu ấy cũng đang đến ngôi đền. Nó là một buổi diễn thuyết hữu ích đó ạ. À. Dân, một bà vĩ đại đang ở đó. Adu, đi bắt xe dù đi em. Dân, em sẽ đi bắt một chiếc. Tại sao phải bắt xe dù vậy? Để đưa bà nội và bà ngoại đến đền thờ. Để tôi đưa họ đi cho. Sơ-xin đang ở đây mà. Không, không, không cần đâu Vivi. Anh không được chạm vào Sơ-xin đâu đó. Tại sao? Nó sẽ bị hư nếu như anh đụng vào. Không có chuyện đó đâu đi. Ô tô. Adu, đi thôi. Đi nào hai bà ơi. Nhanh lên bà ngoại. Để con đưa mọi người đi. Đưa cô ấy đi. Con sẽ đưa hai bà đi ạ. Ở đây đi. Bà ơi đi thôi. Tôi sẽ làm gì ở đây? Nói với anh thế nào đây? Đó là một bài diễn thuyết rất hữu ích. Nhà khổ hạnh đó là một tiến sĩ về viêm khớp. Và ông ấy cũng có kiến thức về bệnh tiểu đường nữa đó. Dips, con khen ngợi ông ấy nhiều vậy. Sao con không đi cùng với chúng ta luôn? Đúng đó, không bà ơi. Con còn có công việc cần làm với Divi. Bà ngoại, bà biết không? Điện nhà con bị chập mạch. Cầu gì đã bị hỏng. Con phải về sửa nó lại. Được rồi. Nào đi thôi, từ chúng ta đi. Cẩn thận à, mau đi nhanh lên. Cẩn thận nha, đừng đi nhanh quá. Tạm biệt. Mau chạy đi. Chúc hai người vui vẻ nha. Đi thôi, Divi. Anh đi đâu thế? Tôi về nhà kiểm tra cầu gì. Nãy cô vừa nói còn gì? Đúng, những người đấm bóp của tôi đang đến. Sẽ tốn một chút thời gian. Anh ở lại đây đi, lát nữa hãy về. Dips. Được rồi, em cũng đi đây. Được rồi, tạm biệt. Trước khi bà nội và bà ngoại phát hiện ra lời nói dối của em phải kiểm soát tình hình mới được. Vậy nhá. Nhưng tôi phải một mình làm gì ở đây với Sanji vậy chứ? Làm gì là làm gì? Anh cứ ngồi nghỉ ngơi và thư giãn thôi mà. Có thể ăn một ít trái cây khô. Với lại chị em cũng đâu có ở nhà đâu. Đúng, cô ấy đã đi đâu rồi? Văn phòng, đi chợ. Ý tôi là cô ấy đã đi đến văn phòng ở chợ rồi. Lát nữa cô ấy mới về nhà. Trong lúc đó anh cứ ngồi trong nhà đi. Bye. Bye. Bye bye. Bye.
Nhưng mà em thấy hơi lạ nha. Chúng ta cũng thường xuyên tham dự các buổi thuyết pháp,